số ca mắc Covid-19 tại Bắc Kinh tăng vọt. EU mua 111.000 liều vaccine ngừa bệnh đầu mùa khỉ. Số trẻ mắc tay chân miệng ở Hà Nội tăng vọt trong một tuần qua. Cháu nội mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân tử vong trong vụ lực xe khách. Va chạm với xe tải hai mẹ con thương vong. Xin chào quý vị, quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế cùng những tin nóng đáng chú ý khác. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Tính đến ngày 14 tháng 6, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 224.977 ca mắc và 5.226 ca tử vong do Covid-19. Tại thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 74 ca mắc Covid-19. Mức cao nhất hàng ngày trong 3 tuần qua. Tân Hoa xã đưa tin 74 ca mắc Covid-19 ngày 13 tháng 6 là con số hàng ngày cao nhất mà thủ đô Bắc Kinh ghi nhận kể từ ngày 22 tháng 5. Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã kêu gọi Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 mới nhất càng sớm càng tốt. Sau khi nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh giảm bớt các hạn chế Covid-19, số ca mắc Covid-19 tăng lên khiến họ buộc phải áp đặt một số hạn chế trở lại. Hầu hết trường học ở Bắc Kinh tạm dừng việc mở lại được lên kế hoạch vào ngày 13 tháng 6, trong khi các trận thi đấu thể thao cũng bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thừa nhận một cụm dịch liên quan tới một quán bar đang khó kiểm soát hơn các cụm dịch trước đó. Cuối tuần trước, Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt dẫn đến phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 mới. Quận Triều Dương nơi cụm dịch quán bar bùng phát, ngày 13 tháng 6 bắt đầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 6. Tại thành phố Thượng Hải, hầu hết các quận đều đình chỉ hoạt động của các nhà hàng vào buổi tối. Ngày 13 tháng 6, thành phố này ghi nhận 17 ca mắc Covid-19, giảm so với 37 ca một ngày trước đó. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc gặp khó khăn khi xử lý đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Nước này tiếp tục cố gắng loại bỏ Covid-19 hoàn toàn, ngay cả khi các nơi khác trên thế giới chấp nhận sống chung với virus SARS-CoV-2 và mở cửa biên giới cùng với nền kinh tế. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát đại dịch phải nhanh chóng linh hoạt khoa học và nhắm mục tiêu cụ thể. Các trường hợp COVID-19 được tìm thấy ở Bắc Kinh và Thượng Hải cùng với việc tái thắt chặt các biện pháp kiểm dịch chỉ sau một thời gian ngắn đang phủ bóng đen lên việc từng bước mở cửa trở lại và nỗ lực quét sạch COVID-19 trong cộng đồng của hai thành phố lớn nhất Trung Quốc. Trước tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ lan nhanh trên thế giới thì mới đây, Ủy viên Y tế Liên minh châu Âu Stella Kyriakides cho biết Liên minh châu Âu sẽ ký một thỏa thuận với một nhà sản xuất vaccine trong ngày 14 tháng 6 để cung cấp khoảng 110.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Bà Kyriakides cho biết số vaccine này sẽ được mua bằng ngân quỹ EU và chuyển giao cho các nước thành viên EU từ cuối tháng 6. Giới chức Ủy ban châu Âu cho biết tên của nhà sản xuất vaccine sẽ sớm được công bố. Hồi đầu tháng 6, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của EU cho biết đang đàm phán với công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đan Mạch về dữ liệu thử nghiệm có thể làm cơ sở để mở rộng việc cấp phép sử dụng vaccine InvaNex, còn có tên là Genios ở Mỹ, từ ngăn ngừa bệnh đầu mùa sang cả đậu mùa khỉ. Trước đó, cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ đã chấp thuận cho việc sử dụng vaccine ngừa bệnh đầu mùa của Bavarian Nordic để ngừa bệnh đầu mùa khỉ. Một số quốc gia EU gồm Đức và Tây Ban Nha cũng đã đặt mua vaccine ngừa bệnh đầu mùa khỉ. Cho đến nay, EU đã ghi nhận khoảng 900 ca bệnh đầu mùa khỉ. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của WHO cho thấy hiện đã có 1.300 ca đậu mùa khỉ được ghi nhận ngoài vùng lưu hành, tức ở các châu lục khác ngoài châu Phi. Ở châu Phi, số ca theo thống kê không đầy đủ từ đầu năm nay có thể là trên dưới 1.500 ca với 66 ca tử vong. Hiện chưa có ca tử vong nào ngoài vùng lưu hành. Thời điểm chuyển mùa với khí hậu nóng ẩm là yếu tố khiến bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ tăng cao. Theo CDC Hà Nội, chỉ trong một tuần vừa qua, số trẻ mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố cao bằng tổng số mắc của 6 tháng đầu năm ngoái cộng lại. Ngày 14 tháng 6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 179 ca mắc tay chân miệng tại 23 quận huyện, tăng 7 ca so với tuần trước đó. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Đáng chú ý, với 179 ca, số mắc tay chân miệng trong một tuần vừa qua của Hà Nội cao gần bằng tổng số mắc 6 tháng đầu năm ngoái là 178 ca. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, toàn Hà Nội ghi nhận 624 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm, đặc biệt giai đoạn giao mùa là thời điểm thuận lợi nhất cho virus gây bệnh phát triển. Trẻ mắc tay chân miệng thường có các biểu hiện như sốt, sốt nhẹ hoặc sốt cao và tổn thương ở da, giác đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối, vân vân. Tuy nhiên, có một số trẻ chỉ có biểu hiện loét miệng hoặc nổi nốt nhỏ ở mông hay bẹn, nếu gia đình không chú ý thì rất khó phát hiện. Đa phần trẻ mắc bệnh có diễn biến nhẹ, tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh cũng có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Do vậy, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, điều trị. Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình an ninh trực tự trong nước. Mới đây, Công an thành phố Lào Cai đang điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Đờ Tờ k sinh năm 2000 ở thành phố Lào Cai, sinh viên một trường đại học tại thành phố Hà Nội, tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể. Chiều ngày 14 tháng 6, trao đổi với báo chí Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, trưởng Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm nạn nhân, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh DTKL sinh năm 2000 ở thành phố Lào Cai. Theo lãnh đạo công an thành phố Lào Cai, trước đó gia đình L trình báo vụ việc rạng sáng ngày 16 tháng 3, L bị bạn trai tên Phạm Văn Tờ, 30 tuổi, cùng ở thành phố Lào Cai tác động vật lý đến tử vong tại nhà riêng của Tờ. Vụ việc khiến L bị chấn thương nghiêm trọng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Đến ngày 27 tháng 3, L tử vong. Lãnh đạo công an thành phố Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập tờ đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu tờ đã thừa nhận hành vi với lờ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Sơn nói: "Hiện chúng tôi đang đợi kết quả giám định kết luận nguyên nhân tử vong từ cơ quan chuyên môn, dự kiến khoảng 1 đến 2 ngày nữa có kết quả. Đơn vị sẽ lập tức ra quyết định khởi tố bắt tạm giam tờ. Cũng theo vị lãnh đạo công an thành phố Lào Cai, sau khi xảy ra sự việc, bạn trai của Lờ không thông báo ngay sự việc với cơ quan chức năng, nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Trước đó, phản ánh tới báo chí, người nhà nạn nhân cho biết bố mẹ Lờ không kết hôn. Khi Lờ được 3 tháng tuổi, mẹ Lờ gửi con gái cho ông bà nội. Kể từ đó, Lờ sống cùng ông, bà và chú thiếm. Tháng 3 năm 2021, Lờ có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Tờ. Trong khoảng một năm yêu nhau, cặp đôi này nhiều lần mâu thuẫn. Đầu tháng 3, là quyết định chia tay. Tối ngày 15 tháng 3, Tờ gọi bạn gái đến nhà ở Bãi Cát, Sỏi, Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm ngày 16 tháng 3, người nhà nạn nhân nhận được điện thoại thông báo Lờ đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Lào Cai. Người nhà Lờ cho hay, thời điểm Lờ nhập viện, Tờ cũng có mặt tại đó và thừa nhận việc ra tay với Lờ. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, nhưng đến ngày 27 tháng 3 thì tử vong. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên. Đặc biệt, trong số các nạn nhân có Nguyễn Tức Ngà, 20 tuổi, là cháu nội mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Nguyễn Tức Ngà sinh năm 2002 ở Đô Lương, Nghệ An, là một trong bốn nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách xảy ra lúc rạng sáng ngày 14 tháng 6 trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thông tin với báo chí chiều cùng ngày, ông Trần Như Ý, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, cho hay Nga đang là sinh viên đại học năm thứ hai ở Hà Nội. Đêm ngày 13 tháng 6, Ngà nhận được tin bà nội mất nên vội lên xe khách để về quê chịu tang. Bà nội của Nga là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, 112 tuổi, ở đô lương Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn cho biết, trong chiều ngày 14 tháng 6, gia đình cùng địa phương đã tổ chức lễ an tán mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Ngày mai sẽ tổ chức hậu sự cho Nguyễn Tất Nga, người thân đang làm thủ tục để nhận thi thể nam sinh. Ông nói: "Chúng tôi cũng tính đến phương án sẽ lo hậu sự ở ngoài trước cho Nga, tránh việc người thân quá sốc." Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân qua đời vào tối ngày 13 tháng 6 tại nhà riêng, hưởng thọ 112 tuổi. Bà có bốn người con trai, trong đó hai người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường là liệt sĩ Nguyễn Tất Tân và liệt sĩ Nguyễn Tất Văn. Liệt sĩ Nguyễn Tất Văn chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay chưa tìm được hài cốt. Mẹ Tân được vợ chồng người con trai Út Nguyễn Tức Chương chăm sóc, phụng dưỡng. Anh Nguyễn Tức ngà là con trai ông Chương. Bà Nguyễn Thị Tân được chủ tịch nước trao danh hiệu tặng mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2012. Xin được chia buồn cùng với gia đình vì nỗi mất mát quá lớn này. Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương nặng đang được công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nhanh để có thông tin cảnh báo đối với người dân, hành khách và các lái xe phụ xe trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Ngày 14 tháng 6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã có cuộc họp khẩn với đại diện nhiều ngành chức năng của tỉnh để nắm rõ tình hình, đồng thời chỉ đạo giải quyết nhiều nội dung liên quan sau khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình vào đêm 13 tháng 6. Tại cuộc họp, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin cụ thể vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khuya ngày 13 tháng 6 tại km 265 500 quốc lộ 1A, điểm giao cắt có tín hiệu đèn giao thông giữa quốc lộ 1A và đường Tuệ Tỉnh qua địa bàn phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Sau va chạm giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37B 02806 chạy hướng từ Hà Nội về Nghệ An và xe máy biển kiểm soát 35H3 9850, xe khách lật nghiêng làm 4 người tử vong, 5 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. 4 người tử vong là Vũ Minh Tam, người điều khiển xe máy ngủ ở thành phố Ninh Bình. Và ba người trên xe khách là Phan Uy Vũ, 12 tuổi, Nguyễn Tất Ngà, 20 tuổi, Nguyễn Tài Thái, 22 tuổi, đều ngủ ở Đô Lương, Nghệ An. Năm người khác bị thương là Lê Đức Hảo 19 tuổi, Hoàng Tiến Thạch 22 tuổi, Nguyễn Quốc Nhàn 45 tuổi, Vũ Thị Lơn 80 tuổi, Vũ Thị Lan 65 tuổi đều ngủ ở Nghệ An. Tất cả đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Sáng, tài xế xe khách, không có nồng độ cồn trong cơ thể. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe khách đi với tốc độ 64 km h Tại cuộc họp này, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngành công an cần khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân, bảo vệ tài sản và các giấy tờ của nạn nhân. Ông Ngọc cũng yêu cầu bệnh viện đa khoa Ninh Bình chủ động bố trí lực lượng trang thiết bị thuốc men để tập trung cấp cứu, chạy chữa cho các nạn nhân, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, giúp ổn định tinh thần cho hành khách nạn nhân trong vụ tai nạn. Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã tiến hành hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng một gia đình và hỗ trợ nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 triệu đồng một người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm, trao quà cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình và gửi lời chi buồn trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong. Trưa ngày 14 tháng 6, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại thành phố Ninh Bình. Tại buổi làm việc, đại diện Ban An toàn Giao thông Ninh Bình đã báo cáo diễn biến vụ tai nạn giao thông. Ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm tra thông tin chi tiết để xác định nguyên nhân gây tai nạn. Ông Hùng cũng đề nghị cơ quan chức năng xác minh việc quản lý lộ trình tốc độ phương tiện của chủ phương tiện xe khách trong vụ tai nạn. Ngay sau buổi làm việc, ông Quốc Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Mới đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ô tô đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì gặp tai nạn khiến thùng container lao ra khỏi thân xe đâm xuyên tường bê tông của một nhà dân ven đường. Chiều ngày 14 tháng 6, thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc, thu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến tường nhà của một hộ dân bị thùng hàng container đâm sập. Trước đó, vào sáng ngày 14 tháng 6, xe đầu kéo container mang biển số 51D3843 kéo theo rơ móc 51R3334 do tài xế Nguyễn Duy L, sinh năm 1989, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng-Huế. Khi đến địa phận thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, ô tô đầu kéo bất ngờ bị lật tại dốc đèo Mũi Né. Thùng container rời khỏi thân xe lao ra bên ngoài, đâm vào một nhà dân bên đường. Tại hiện trường, phần đầu máy và thân xe kéo container sau khi bị lật văng khỏi đường quốc lộ đang treo lơ lửng trên triền đồi. Các nhà dân phía dưới chỉ vài bước chân. Vụ tai nạn là một bức tường bê tông thuộc ngôi nhà ở của anh Dieter, sinh năm 1984, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, bị thùng container xé sập. Các kết cấu của ngôi nhà bằng bê tông cốt thép kiên cố đã bị cắt đứt, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Được biết đây là vụ tai nạn giao thông thứ tư xảy ra liên tiếp trong 4 ngày qua trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Thừa Thiên Huế ba ngày trước trên tuyến quốc lộ 1 qua Thừa Thiên Huế đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đầu kéo container, ô tô tải, ô tô con và xe gắn máy làm 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người thiệt mạng. Mới đây nhất, một tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 552 xã Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh, khiến hai mẹ con thương vong trong lúc đi chợ về. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con thương vong. Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 6, chị Đặng Thị Tờ, sinh năm 1989, trú tại thôn Hương Phố, xã Đức Hương, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38E108894, chở theo mẹ là bà Lê Thị Lờ, sinh năm 1967, đi chợ về. Khi hai mẹ con di chuyển đến tỉnh lộ 552, đoạn qua ngã ba chợ Bộng, xã Đức Đồng, thì xảy ra va chạm mạnh với xe tải biển kiểm soát 38C17980, chưa rõ danh tính tài xế, chạy từ hướng huyện Đức Thọ lên huyện Phụ Quang. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị xe tải cuốn vào gầm, hai mẹ con bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Tờ đã tử vong, còn bà L bị thương được chuyển đến Bệnh viện 115 tại Nghệ An điều trị. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe tải, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe giữa đường, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội ngày 15 tháng 6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng rất cao. Vì vậy, người dân nên chú ý tránh những tuyến đường ngập nhằm bảo vệ tài sản phương tiện cá nhân. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội như sau. Ban ngày, ngày 15 tháng 6, thời tiết buổi sáng ở Hà Nội trời nhiều mây, giữa trưa và chiều giảm trời hẳn nắng. Riêng chiều mai có thể có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày ở mức 92 đến 97%. Hướng gió, Tây đến Nam vận tốc 7 đến 9 km trên giờ. gió giật mạnh với vận tốc 19 km h giờ. Giữa trưa mai, chỉ số UV đạt ở mức độ 5, ghi nhận thấp hơn so với thời điểm trưa ngày trước đó. Tuy chỉ số UV ở mức độ này có nguy cơ gây hại trung bình đến làn da và sức khỏe, nhưng người dân vẫn nên ở dưới bóng mát hoặc che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm khi có nắng gắt. Ban đêm, Tối và đêm ngày 15 tháng 6, thời tiết Hà Nội có mây, trời tiếp tục có mưa rào và có dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ buổi tối và đêm phổ biến 24 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 98 đến 99%. Hướng gió nam đông nam đến đông nam, vận tốc 9 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 11 đến 13 km/h. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và bình an. Đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.